Nói lại hôm trước một chút, tức là hôm trước chúng ta nói về các thuật toán sắp xếp cơ bản, đúng không? Ta trở lại một chút là hôm trước chúng ta học các cái thuật toán viết ngắn này cho dễ nhé. Sắp xếp cơ bản. Thì đây là những cái thuật toán mà rất là đơn giản, ai cũng phải biết. Và nó theo tôi biết thì là trong cái chương trình tin học thông hiện nay ấy, thì ngay lớp 6 đã được học cái này rồi. Sau các bạn đã được học cái cơ bản này. Trước tôi nói một là cái thuật toán là sắp xếp chèn. Hai tức là cho trước cái dãy A1, A2 như thế này đến AI nào đó như thế này. AN thì chúng ta lần lượt chúng ta cho cái Y chạy từ 1 cho đến N, từ hai đến N, và chúng ta sẽ mỗi lần y là chúng ta sẽ đưa cái chèn nó vào vị trí đúng ở vị trí trước đó. Thì khi chúng ta di chuyển, bước chân di chuyển thì khi di chuyển tới đâu thì cái vị trí cái A1 AI là nó sẽ đúng cho đó. Thì tới vị trí AI này thì từ A1 đến AN chữ y chữ một đã xong rồi, chúng ta chèn nó vào thôi, chèn AI này vào vị trí trước đó đúng thì người ta gọi là chèn. Chèn cái này là làm rất kỹ rồi. Thứ hai là sắp xếp chọn. Trước tôi nói kỹ cái này rồi, để tôi nhắc lại một chút cái chọn này nhé. Tức là gì? Chúng ta A1, A2, vân vân vân, AI, vân vân vân, AN này. Chúng ta cho y chạy từ 1 trở đi, 1 cho đến N trừ 1. Và với mỗi y như vậy thì chúng ta làm như sau. Chúng ta xét cái đoạn từ AI đến AN này, tìm ra một cái vị trí là nhỏ nhất, một con cửa nhỏ nhất nào đó ở đây đấy, cái vị trí một cái AG nó nhỏ nhất là min của từ AI đến AN, sau chúng ta đổi chỗ cho AI này. Thì sau các bước như vậy thì AI sẽ là cái phần được xếp đúng, và như vậy sau khi N chạy từ Y chạy từ 1 đến N trừ 1 thì chúng ta làm xong. Thì cái này là trước tôi đã trình bày rồi đúng không? Các bạn cần cần minh họa, tôi sẽ minh họa cho các bạn chế ví dụ ở luôn đây nhé. Ví dụ như là tôi lấy ví dụ là 3 này, 1 này, 4 này, 0 này, 2 chẳng hạn. Đấy. Thì chúng ta cho y chạy từ từ đây nhé. Bước 1 là chúng ta xuất phát là y chạy từ đây. Và chúng ta tìm phần tử nhỏ nhất từ 3 chuyến cuối này. Và chúng ta tìm ra vị trí là 1. Đây là min đây này, tôi ký hiệu min tôi để phía trên này nhé, là min ở đây nhé, min đây, như vậy là 3 này, và chúng ta đổi chỗ 3 này, 1 này, 4 này, 0, 2, chúng ta tìm ra phần tử min và chúng ta đổi chỗ. Đây là cái bước đầu tiên, và chúng ta thu được cái gì? Thu được là 1 đổi chỗ và thành là 3 này, 4 này, 0 này, 2. Như vậy đây là bước đầu tiên, là bước y bằng 1 nhé. Biểu với y bằng 2 thì chúng ta tìm từ đây và chúng ta tìm từ đây cho đến cuối này và tìm ra phần tử nhỏ nhất thì chính là phần tử này đó, và chúng ta đổi chỗ, vậy là 1 này, 3 này, 4 này, 0, 2 này, chúng ta tìm ra nhỏ nhất để chúng ta đổi chỗ, và như vậy đây là y bằng này, biểu với y bằng 2 đúng không? Thì chỗ nó sẽ thành là 1 này, 0 này, 4 này, 3 này, 2, và đây là y bằng 3. Chúng ta sẽ tìm tiếp ở đây. Đấy. À xin lỗi, tôi nhầm. Nhầm, ngoài đây, chỗ này tôi bị nhầm trên này, xin lỗi các bạn nhé. Tôi bị nhầm, mà tôi làm cũng nhầm. Nhưng mà chỗ này không phải đây, ở đây nhé, tôi nhầm. Nhầm. Quá nhầm. Ở đây nhé, tôi sửa lại tí. Rồi, viết viết lại này. Ở đây là 1 này, ở đây là 0 này, ở đây là 0 đúng không? Thì sau bước đầu tiên thì không phải đây. Này, tôi nhầm. Đây, tôi nhầm lại. Chết luôn nhé. Đây. Bước 1, y bằng 1. Thì tìm ra phần tử minimum chính là ở đây. Minimum. Và tôi đổi chỗ. Thì thu được ở đây là 0 này. Đây là 3 này. Đây là 3 này. Ở đây vẫn là 1 nhé. Đây vẫn là 1.
Đấy, bạn làm đó. Thì sau bước đầu tiên này, thì sau bước 1 này thì là vị trí đầu tiên sẽ làm là sẽ nhỏ nhất rồi. Bây giờ tôi sửa lại cái này. Chỗ này không phải này. Yeah. Thì ở đây chỗ này nó sẽ là gì? Đây nó sẽ là 0 này, 1 này, 4 này, 3 này. Đấy. Bây giờ ở bước này tôi tìm ở đây, đúng không? Tôi tìm ở từ đây. Y từ 2 đây. Tôi tìm đây thì phụ thuộc nhất chính là cái 1 này, chứ nó không còn làm gì nữa. Y bằng 3 nhé, không có chuyển gì nữa. Đây sẽ là 1 này, 4 này, 3, 2 này. Tôi y cho y chạy tới đây này. Y bằng 3 chạy đây này. Tôi tìm ở đây này. Thử nhỏ nhất là cái này. Tôi sẽ chuyển 0, 1, 4. Tôi sẽ chuyển như sau. Tôi sẽ chuyển là đây. Chuyển như này. Và thu được cái đây là 2, 3, 4. Để xong bước thứ y bằng 4 nên như thế này. Đúng không? Sang bước thứ sáu tiếp theo này, tôi cho y bằng 5 này, thì y bằng 3 chứ, y bằng 4 này, đây sẽ là 0 này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 đi đây, đi đây, tôi kiểm tra hai, kiểm tra hai cái này, vì cái này là nhỏ nhất là cái này không đổi gì cả, sau bước này là xếp xong. Như vậy là gì? Là đây là thuật toán chọn, tức là tại mỗi bước chúng ta muốn bước y, chúng ta tìm từ AI chuyến cuối cùng, tìm từ nhỏ nhất và đổi chỗ với AI. Nếu nó là tại AI rồi thôi, không phải đổi nữa nhé. Đấy, thì đây là nó mô tả ở chỗ này này. Đấy, nhé. Thì cái này là sắp xếp chọn một cái sắp xếp rất là tự nhiên. Bây giờ chúng ta sang cái tôi nói nhanh sang cái số 3 là sắp xếp mà sắp xếp nhảy bọt cũng rất là nổi bọt, rất là nổi tiếng. Thì cách sử dụng bọt là như này, là nó mô tả cái bọt nổi trong trong nước. Chúng ta tưởng tượng như là con cá nó nhả khí ra, nó bọt nó cứ nối đuôi nhau, nó nổi nổi lên trên. Ý cứ nói là gì? Đây toán sắp xếp là ý tưởng gì, là luôn đổi chỗ hai phần tử cạnh nhau. Được chưa? Thì chúng ta sẽ có thì cái này nó tiếng Anh nó gọi là bọt bọt. Nên làm thì ý tưởng là đổi chỗ, luôn đổi chỗ hai phần tử cạnh nhau, hai phần tử cạnh nhau, được chưa? Thì nó thông thường nó bao gồm là hai bước, là hai vòng pho lồng vào nhau. Vòng pho một chỉ là cái vòng pho để mà ta kiểm soát cái số lần mà có vòng lặp chính. Vòng lặp chính chỉ là vòng lặp thứ hai, thường là từ đầu đến cuối hoặc là từ cuối lên đầu nhé. Chúng ta thử cái phương án một này, chúng ta hình dung ra cái gì nhé. Phương án một thì nó là như thế này, là for, tôi muốn đặt cho dễ nhé, for y bằng 1 to n trừ 1 là vòng lặp thứ hai là vòng chính này. Lặp thứ hai thì for g bằng 1 to n trừ y. Vì sao này? Ta thấy ngay nhé. Kiểm tra này, if luôn kiểm tra cạnh nhau, g lớn hơn g trừ 1 thì đổi chỗ. g trừ 1. Đấy. Thì cái cách này là như sau này. Cách này là như sau nhé. Đây, tôi lấy ví dụ này. Tôi làm một cái ví dụ, chúng ta có ví dụ như này, chúng ta có cái ví dụ như là 4, 3, 2, 5, 0. Thì cái vòng vào 2 là vòng chính này. Thì với y bằng 1, chúng ta sẽ cho 4 di chuyển sang bên phải. Nếu gặp mà cái phần tử mà đứng sau mà nhỏ hơn, người ta đổi chỗ. Như vậy là 4 đổi chỗ này. Đây là 4 nhé. Đổi chỗ với 2 này. Đổi chỗ với 5 là không đổi này. Số 5 là đổi chỗ với 0 nữa. Đấy, thì xong bước 1, vòng 1 là cái gì nhé. Nó sẽ là như sau. Nó là 4 đổi chỗ, đây sẽ là 3, 4. 3, 4. À, nhưng mà 4, 4 với 2 đổi chỗ luôn. Đây sẽ là 2, 4.
4 năm không đổi chỗ, di chuyển tiếp này 5 không đổi chỗ, như vậy nó sẽ là 0 năm. Như vậy là sau cái vòng 1, sau cái vòng thứ nhất ấy thì ta thu được cái này, sau cái vòng lọc thứ nhất này. Đây này. Đây, cái này. Thì như vậy 5 năm nó trồi lên trên này, trồi lên trên nhé. Lọc thứ hai, chúng ta chuyển qua từ 1 thì đi nhé, lọc thứ hai này chúng ta đổi chỗ này. 3 2 đổi 2 4 0, 4 0 đổi. Đấy, như vậy nó sẽ là 2 3 0 4. Đây cũng là 5 nhé. Như vậy sau lọc thứ hai này thì 4 5 nó nổi lên trên. Xong lọc thứ ba này. Xong lọc thứ ba chúng ta kiểm tra này. Ta đi từ bên từ ta đi, ta đi từ bên trái sang này. 2 3 không đổi, 3 không đổi, 3 không có đổi. Như vậy 4 không đổi, 0 0. Như vậy nó sẽ là 2 0 3. Ở đây là 4 là 5. Như vậy ba số này nó nổi lên. Lọc cuối cùng kiểm tra 2 0 có, 0 có, 0 đổi, có đổi. 2 3 4 5 nổi lên, nổi lên, nổi lên, nổi lên. Như vậy các bạn thấy không? Như vậy sau vòng 1 thì 5 nổi lên, sau vòng lọc thứ 2 thì là 4 5 nổi lên, lọc thứ 3 thì 3 nổi lên, lọc thứ 4 thì là 2 nổi lên. Như vậy sau 4 vòng lọc thì là xong. Thì cái này nó gọi là thuật toán là nổi bọt nhé. Và đây là bọt nổi. Bọt nổi ở bên phải. Đó, thì cái đó nó là đây là một cách làm. Như vậy cách làm thứ nhất này là gì, là ở vòng lọc ngoài là chạy từ y từ 1 đến n trừ 1. Vòng lọc thứ hai thì bên phải sang là g từ 1 đến n trừ y thôi, không cần chạy toàn bộ cũng được, nhưng mà vì sau vòng lọc thì nó mới đổi hết lên đây rồi thì không cần thiết phải làm chỗ này nữa. Chỗ này coi xong rồi, chỉ lọc từ đây, kiểm soát từ đây tới chỗ này thôi. Đấy. Đây là phương án 1 nhé. Nó mà phương án 1 là bọt nổi ở bên phải, tức là cái vòng lọc thứ hai này là phải đi từ trái sang này. Vòng lọc 1 thì là từ phải sang. Bây giờ sang cái phương án 2 là vẫn là bọt nổi ở bên phải. Vòng 1 thì là ngược lại từ bên phải sang thì như sau. Phương án 2 nhé, vẫn là nổi từ bên phải này. Vẫn là bọt bên phải này, đây là phương án 2 này. Phương án 2 là như thế này nhé. Này. Phần 2 này như thế này. Đây. Phần 2 này như sau nhé. Ở vòng lọc 1 thì chúng ta for y chạy từ n 1 down to 1. Y chạy từ bên phải sang n tên n 1 về 1. Còn vòng lọc bên trái, vòng thứ hai bên trái sang vẫn là for g bằng 1 to y, thế nên cái nó vẫn giống trên thôi nhé. Và trên ta kiểm tra này, if này ag lớn hơn ag cộng 1 thì ta đổi chỗ, đổi chỗ ag cộng 1. Đó, thì đây là cái phương án 2, vẫn là nổi bọt ở bên phải. Đây vẫn là nổi bọt ở bên phải, nổi bọt bên phải. Chỗ này cái vòng thứ hai là nổi bọt này. Đấy. Bạn thấy thì chẳng qua cái chỗ này này. Đây là vòng là y chạy từ n 1 down to y thì nó chính là chỗ này đây, nó chính là chỗ này. Chẳng qua đây chính là for y từ 1 đến n 1, đây nó là n y thì bên này nó là đây nó là y. Đấy. Hai cái này là nó là 1. Bây giờ sang phương án 3 nhé. Phương án 3 là bọt nổi ở bên trái. Cái hai vòng này là nổi ở bên phải, mà chúng ta sang cái vòng thứ ba là còn nổi thì bên trái, thì các số nhỏ hơn sẽ nổi lên trên, nổi lên ở bên trái. Vòng phán ba là như này nhé, phán ba cũng là cục để bọt thành như thế này. Thì ở dòng trên, dòng vòng lọc ngoài là for y bằng n, bên ngoài nó sẽ là chạy từ bên phải sang down to 2 nhé. Vòng trong này, vòng trong là ngược trở lại, vòng trong sẽ là g bằng n down to y. Còn bên này có thể là if g a g mà lớn hơn nhỏ hơn a g trừ 1, ngược lại một tí, tức là thì ta đổi chỗ.
vì tại vì ta đang làm từ bên tay phải sang, thì đổi chỗ, đổi chỗ, là gì, là gì chỉ một, à, thì cái chỗ này là cái phương án này là bọt nổi bên phải, bọt bên trái, bọt nổi bên trái, bọt nổi bên trái, đấy. Thế là các bạn mình chạy thử số cũng thấy cũng rất hiểu thôi, không không có gì cả. Bản chất của nó là chỗ này là chỗ này là dòng thứ hai này, là dòng là dòng thứ hai này là di chuyển bên để cho em xem lại phương án một à, ăn mấy phương án thứ nhất à, ăn một đây, ăn một đây, đây nhé, rồi xem lụa cho em xem luôn cả thứ hai à. À cái này để từ thầy đây đây hình như thầy nhầm. Chỗ này nhầm, nhầm nhé, chỗ này nhầm. Chỗ này là AG lớn hơn AG cộng 1. Đây, chỗ này cộng 1 nhé. Khi đi lên thì nó tính ở bên phải. Đi lên này. AG lớn AG cộng 1 đúng không? Đi lớn hơn. Cứ dài lớn hơn thì nó mới vô lý đúng không nào? Còn phương án này là ngược trở lại. Nếu AG nhỏ hơn cái thằng dưới thì người ta chuyển. Đây là phương án 3 nhé. Còn ở bên trái. Còn đây là phương án 4 này. Phương án 4 nhé. Phương án 4 là như thế này. Là vòng ngoài là 4i bằng 2 2n. Còn bên trong là 4g bằng n tạo 2i. If ai là nhỏ hơn ai chỉ 1, AG chỉ 1. Chúng ta đổi chỗ. Này M đúng không? If AG nhỏ hơn AG chỉ 1. Chúng ta đổi chỗ. AG AG chỉ 1. À, thì cái phán này cũng là nổi bọt ở bên trái, ở bên trái phán này là nổi bọt bên trái. Đây là ở cái phương án 3 thì for thì cái phần đầu là for y bằng 1 thua cái gì nhỉ, đau thua là phán 3 gì là phán 3 là cả hai cùng chạy từ phải vào một chạy từ bên phải sang, for y chạy từ n down to 2, còn dưới là chạy ngược lại à? Sao? Nghĩa là phương 3 là chạy ngược lại à? Ừ, chạy ngược lại. 3, 4 là chạy ngược lại được. 3, 4 là được vào bên trái. Còn 1, 2 được vào bên phải. Nhá. Như vậy là 1 là nó có 4 phương án. 4 phương án. Để mà ta mô tả các vòng lặp thôi. Bản chất tức là 1 không thì bản chất là ta liên tục đổi chỗ hai phân tử ở gần nhau, cạnh nhau. Khi mà chúng được sắp xếp không đúng. Nhưng mà về việc diễn tả nó ra thì các đây tôi ra có 4 cách. Trong phần bài tập thì tôi sẽ đưa ra là các bạn là sẽ có một cách nữa, mà đó là bài tập về nhà. Như vậy tất cả cái toán này là làm độ phức tạp của nó, độ phức tạp của cái toán này là đều là ON bình phương hết nhé. Vì nó là hai vòng lặp lặp vào nhau. Cho nên là trường hợp xấu nhất sẽ là xấu nhất thì nó luôn luôn là lập thể hiện là n bình phương đi cái phép so sánh, được chưa? Đó thì như vậy chúng ta đã biết được bốn cái là ba cái mà ba cái thuật toán sắp xếp cơ bản, ba thuật toán sắp xếp nhé, sắp xếp mà nó sẽ tự nhiên ai cũng phải biết, cho nên là những cái này được đưa vào chương trình phổ thông là vì thế, tức là chương trình này sẽ được học từ lớp 6 được học một chút, lớp 7 một chút, xong đến lớp 11 thì học hoàn chỉnh lại, hoàn chỉnh lại cái các toán này. Thì toán các toán này là các toán gọi là toán là tự nhiên, tức là nó cơ bản nhất, và một là nó là các cái thuật toán tự nhiên và cơ bản của sắp xếp dãy, đúng không, của sắp xếp dãy số. Ý thứ hai quan trọng nữa là ý thứ hai là gì, nó là cái thuật toán mà dựa trên gì, nó dựa trên cái sự so sánh, dựa trên phép so sánh, phép so sánh và đổi chỗ.
và đổi chỗ các phần tử tùy vị trí. Nếu mà hai phần tử mà được sắp xếp mà so sánh mà không xếp không đúng thì nó đổi chỗ lại. Đó, thì tất cả cái phương án này là nó chung như vậy, được chưa? Thế bây giờ tôi nói thêm một chút đến về một tính chất. Đây chúng ta mà như vậy chúng ta có cái thuật toán này A1 này, A2 này, là AI này, vân là AZ này, AN. Và chúng ta so sánh với nhau và thấy mà lệch nhau thì chúng ta đổi chỗ. Thế bây giờ trường hợp giả sử bây giờ là AI mà bằng cái AZ nào đó mà Y nhỏ hơn Z như này, đây ví dụ đây hai người là bằng nhau. Được chưa? Thế thì có một định nghĩa như này. Cái thuật toán của chúng ta mà được gọi là ổn định, định nghĩa nhé, định nghĩa là thuật toán sắp xếp ổn định là gì? Sắp xếp ổn định. Ổn định là gì? Là nếu giả sử có AI bằng AG nhé, giả sử Y nhỏ hơn G, giả sử chúng ta biến đổi, ta sắp xếp ta cái AI này, chúng ta di chuyển đến một vị trí nào đó, nó gọi là AI phẩy đi. Sau đấy cái AG này chúng ta có thể thay đổi vị trí đến phần tử là AG phẩy đi, thì cái Y phẩy này cũng phải nhỏ hơn G phẩy. Tức là nôm na gì? Là nó không thay đổi vị trí của các phần tử ban đầu, nó chúng bằng nhau. Chúng bằng nhau thì... Em có thể là thuật toán tự nhiên cơ bản gì sắp xếp dãy số à? Ở đâu? Thuật toán tự nhiên cơ bản cái gì sắp xếp? Đây là thuật toán này là ba cái này có hai thứ nhất, một là nó là thuật toán tự nhiên cơ bản, nó về đơn mà nó đơn giản của sắp xếp dãy số nhé. Cái này các bạn nhìn không rõ à? Bị tắt quá à? Của nhá. Và ý thứ hai là nó là cái thuật toán này, ba thuật toán này nó đều là dựa trên cái phép so sánh và đổi chỗ. Thì đối với thuật toán so sánh đổi chỗ thì chúng ta có thêm định nghĩa là thế nào nó là ổn định. Là như vậy, là nếu khi mà chúng ta đổi chỗ như vậy thì giả sử có hai phần tử bằng nhau thì khi đổi chỗ thì chúng vẫn phải nằm đúng thứ tự như vậy, không đổi ngược trở lại. Không có chuyện là ví dụ như này thì là không ổn định này. Ví dụ như đây chúng ta có nhé, ví dụ như đây ta có 2 3 1 4 4 5. Đấy, bây giờ đổi chỗ nào tôi không biết. Thế đổi chỗ lung tung, đổi chỗ. Nhưng cái anh này thì lại đổi về đây. Thì anh này lại đổi về đây. Đấy, thì như vậy không được. Thì trường này là trường là nó không ổn, nó gọi là không ổn định. Đây. Ổn định. Tức là trước đó thì cái thằng này nằm dưới này, cái đổi chỗ thằng này lại nằm ở phía bên này. Thì nó là không ổn định. Được chưa? Cái làm cái nhất vui vẻ để các bạn hình dung thôi. Đấy. Thì bây giờ đây tôi có một cái bài tập luôn đây để tôi sẽ làm bài sau, nhưng mà tập luôn ở đây nhé, để chúng ta bài tập ở nhà để các bạn làm này, bài tập nhé. Bây giờ chứng minh này là cái thuật toán sắp xếp chèn của chúng ta là ổn định. Đây là bài tập về nhà nhé. Bài toán 1, bài toán 2 là chứng minh là thuật toán sắp xếp nổi bọt cũng là ổn định. Và 3, chứng minh rằng cái thuật toán sắp xếp chèn không là ổn định. Không là ổn định. Được chưa? Đấy, thì chúng ta cùng nhau chúng ta làm bài này nhé. Hồi tôi là về cái bài 1, 2 thì dễ, về tôi là bài tập 3. Bài 3 tôi nói luôn các bạn cái lời giải. Tức là chúng ta chỉ tìm ra một ví dụ thôi. Ví dụ là nó không ổn định. Là được cái gì, đúng không? Chúng ta tìm ra ví dụ là nó không ổn định là ta thấy ngay. Ta lấy ví dụ luôn nhé. Chuyện đơn giản này. Tìm ví dụ của một thuật toán dùng thuật xếp chèn. Có hai phần tử bằng nhau. Nhưng mà vị trí trước khi sắp xếp, sau khi sắp xếp nó lại đổi chỗ cho nhau. Nó lại không đúng vị trí nữa. Nhé, ta lấy ví dụ nhé. Chúng ta có cái hình dung là cái thuật toán sắp xếp chèn nó không là ổn định. Ví dụ này nó cũng khá đơn giản nhé. Để cho các bạn xem ví dụ. Ví dụ đấy chúng ta bắt đầu là như sau này, là ví dụ nhé. 4 1 5 4 2.
5-4-2 được chưa? Được rồi. Thế bây giờ như này nhá. Đây này, thì ở bước 1 tôi tìm vào đây phần tử nhỏ nhất. Để thêm 0 nhé. Rồi. Đây nhá. Tôi tìm này. Phần tử nhỏ nhất là phần tử này thì đúng không nào? Tôi đổi chỗ cho anh này. Nhưng mà sau bước 1 ta sẽ có đây là 0 1 5 4 2 4. Được chưa? Như vậy là sau bước 1 ấy, thì sau bước 1 lên thì cái số 4 này nó đã trò lên lên vượt quá cái thằng này đi 2 thằng 4 nhá, nó là vượt, nó lại chuyển sang, lại chuyển về đây này, nó chuyển về đây, thằng này là đứng trước thằng này. Đứng sau thằng này. Đây là đứng trước nhá, đây thầy đứng sau. Đấy, như vậy là bước câu sau làm gì, làm cái thằng này nó không ra ngoài này được, thằng này nó chỉ đứng đây một chỗ nó không ra bên này được nữa. Suy ra là gì? Là toán này là thấy là nó không ổn định. Đấy. Được chưa? Tại ra ta sẽ thấy là nó sẽ thay đổi nữa đấy nhé. Đây này à, bước sau là này không, là bước đông bước sau nữa này không này, một này, đây là năm nhé, năm sau đổi chỗ cho hai này, đây còn hai này, bốn này, năm này, bốn này đấy, xong bước sau nữa là thằng này đổi chỗ cho nhau nữa, cái này thì nó sẽ là 4 4 5, thì thằng này là thằng bốn này chứ là thằng bốn này, thằng này và thằng này. Thầy kiểu thằng này là vuông nhé. Thằng này sẽ là vuông này. Thằng này là tròn. Thằng này là vuông này. Thằng này là vuông này. Thằng này là tròn. Đấy, vậy là ở trước bắt đầu thì là tròn đứng cùng bằng nhau, tròn đứng trước vuông. Ở đây thì là vuông đứng trước tròn. Suy ra là hai thằng này là, suy ra là thằng sắp chia này là không ổn định nhé. Đấy, tôi chung cho các bạn khi bài 3 là như vậy nhé. Vì các bạn về nhà các bạn làm bài 1, bài 2. Được chưa? Được rồi, nhưng mà tới đây là kết thúc cái phần một nửa của bài của cái chương 2. Chương 2 là cái chương về thuật toán tìm kiếm sắp xếp các thuật toán tự nhiên. Bây giờ sang cái phần thứ 2 của bài hôm nay nhé. Thì tôi ký hiệu là đây, hình như ta đang ở phần 26 thì phải. Tôi mô tả là các thuật toán tự nhiên thực sự, các thuật toán tự nhiên khác. Nhiệt khác hay tôi dùng từ là thuật toán châu bò. Cái đây là cái gì? À, đây đó là cái mục là như thế này, tức là chúng ta sẽ được học về lý thuyết về thuật toán này và về một số kỹ thuật mà để thiết kế thuật toán này. Nhưng mà không phải mà toán nào cũng có thuật thiết kế thuật toán đâu, mà cũng rất là khó. Cho nên là thông thường chúng ta khi tư duy là thuật toán ấy, chúng ta thường tư duy rất là tự nhiên. Thì ở phần 26 này muốn nói rằng là có rất nhiều bài toán mà chúng ta khi chúng ta mà chưa biết thuật toán của nó ấy, thuật toán tốt ấy, thì chúng ta có thể nghĩ ra một thuật toán đơn giản tự nhiên để mà làm, để giải nó ăn ít điểm thôi nhưng vẫn được. Thì người ta gọi chung nó là dùng chung một từ là thuật toán tự nhiên hay thuật toán châu bò. Tức là gì? Tức là cái thuật toán mà đây là các cái thuật toán là gì, định nghĩa nhé, thế nào là thuật toán châu bò. Châu bò là cái thuật toán, lúc nào là cái thuật toán mà không sử dụng bất cứ kỹ thuật nào, bất cứ kỹ thuật là cái thuật toán nó thường rất là tự nhiên. Nó rất là tự nhiên, nó là dễ hiểu, nhưng mà ngược lại là nó rất là không tối ưu, nó là không tối ưu, rất là tồi. Đó. Tuy nhiên chúng ta cũng nên biết một chút một số các bài toán như vậy, nó rất tự nhiên. Cho nên là khi các bạn mà ví dụ là thi học sinh giỏi chẳng hạn cho học sinh làm nhé, thì lời khuyên cho học sinh là gì? Nếu mà không tìm được lời giải tối ưu thì chúng ta cứ làm theo lời giải thì tối nữa nó chính là thuật toán châu bò, vẫn làm được, vẫn được điểm, chứ nếu không làm thì là zero điểm. Thông thường là một cái bài như vậy nó cũng có khoảng là ví dụ ta lấy 10 cái test chẳng hạn, thì nó phải 3-4 cái test đầu là châu bò và là vẫn ăn điểm, còn từ một sau trở đi thì nó mới được khó hơn. Cho nên là thuật toán châu bò này vẫn dùng được.
Thì đây là cái phần mà tôi mô tả nhanh thôi. Mô tả nhanh là các thuật toán mà gọi là rất tự nhiên, chúng ta nhìn vào chúng ta biết ngay là giải như nào cho nó nhanh, được chưa? Bởi chúng ta so sánh là như thế này. Và sẽ thấy rằng là rất nhiều bài toán là nhìn thoáng qua cứ tưởng nó tiêu rồi, nhưng thật nó là thoáng rất tự nhiên. Nên chúng ta sẽ mô tả nhé. Bây giờ tôi sẽ liệt kê đây. Thực ra tôi ở đây tôi bắt đầu rồi, liệt kê một số bài toán là tự nhiên mà cũng khá nổi tiếng đấy, và chúng ta sẽ cùng nhau tìm lời giải tự nhiên cho nó tự nhiên. Còn sang các buổi sau, các bài sau chúng ta sẽ học dần, và chúng ta sẽ học dần các kỹ thuật, và chúng ta sẽ tìm cách được tối ưu hóa hơn một chút nữa, cải tiến đi. Còn hôm nay là cái buổi hôm nay là giới thiệu các thuật toán châu bò tự nhiên nhé. Rồi tôi bắt đầu nhé. Bài toán một này, đây lần một nhé. Toán một là bài toán có tính là bài toán là gọi là đặt tên là bài toán là tìm tổng quan lớn nhất. Chắc các bạn cũng đã biết rồi, một số người đã biết rồi, nhưng mà tôi nhắc lại nhé. Bây giờ điều bài như sau là cho trước một cái dãy số này a1, a2, vân vân vân, an này nhé. Rồi bây giờ mà với mọi i và j, với mọi i j và i nhỏ hơn là bằng j, thì chúng ta gọi cái tổng sij này là bằng là ai cộng ai cộng một cộng cộng aj. Thì cái này nó gọi là cái này nó gọi là tổng con. Thế bây giờ đề bài là hãy tìm cái tổng con trong bài tập nhé. Tìm một tổng con maximum bài toán trên, bài toán trên đó. Thế đều đề bài như thế nhé. Cái bài này là bài đặt tên cái bài là tổng quan lớn nhất, một cái bài rất là nổi tiếng đó. Thế bây giờ đi thi mà cho bài tập này thì học sinh làm như thế nào? Thì nếu học sinh mà không biết cách giải như nào cả, ta chưa có lý thuyết nào, ta đang mờ mờ, thì chúng ta cứ làm thì kiểu tự nhiên đi, đúng không nào? Thì chẳng qua là chúng ta là như sau, chúng ta giống tuần tự, chúng ta tìm tất cả các cái tổng con bằng cách gì? Chúng ta có hai vòng for thôi, lồng vào nhau và tìm tất cả các tổng con và so sánh chúng với nhau, được chưa? Đây sẽ là như sau, nhưng tôi mô tả cái thuật toán rất đơn giản và ai cũng hiểu là chúng ta là như sau. Đây tôi làm như sau, nhưng mà tôi đọc được cái max thuật toán nhé. Để tôi xin mô tả cái thuật toán này là bây giờ thuật toán giải bài toán này nhé. Thuật toán châu bò, nó có thể nó chưa phải tối ưu nhé, nhưng mà vẫn được điểm. Chúng ta làm nó về nó rất đơn giản mà dễ hiểu, mà chúng ta thấy là nó không có gì về châu bò như sau nhé. Châu bò là như sau này, tức là nôm na là chúng ta tìm tất cả các tổng con ở trong dãy A1, A2, N. Mà tổng con đó chính là cặp số i và j, đúng không nào? Chẳng qua chúng ta làm hai vòng for là xong. Như vậy như sau nhé. Đây chúng ta đặt cái max này. Max bằng A1 này. Xong tôi làm như sau: for i bằng 1 to n. Xong dưới này là for j bằng i, cần i nhỏ hơn j mà, i to n này. Đúng không nào? Sau đó tôi mới thay ra cái bằng cái SIG này, có thể là một cái hàm con, thì tôi gọi luôn nhé, thì là hàm con. Vì là if max mà nhỏ hơn SIG, SIG là một cái hàm tôi làm với riêng ra, đúng không nào? Thì tôi đặt max bằng SIG. Cuối cùng tôi trả về, hay là tôi print để trả về cũng được. Return max. Cái đây chính là cái thuật toán để mà giải châu bò rất đơn giản. Chúng ta là hai vòng lặp i và j, thì cần i là phải nhỏ hơn bằng j. Như vậy là for i bằng 1 đến n, j là từ i đến n, đúng không nào? Đó, và cái có cái hàm y tính,
cái hàm này dễ, cái hàm tính tính cái hàm tính SIG thì dễ thôi mà, đúng không? Làm cái hàm đây thì lấy cái bếp cái hàm nhá, cái hàm tính này. Tìm tìm cái tính cái SIG này để cho dễ nhé. SIG này thì hàm có tính như sau này nhé, đây nè, tôi cho cái gọi là S ra cho bằng 0 for k bằng i to g và s bằng s cộng với ak và return s. Đây là cái thuật toán này, cái hàm tính SIG, được chưa? Đó, thì đây chính là giải của bài toán này, bài toán mà tổng quan lớn nhất đây. Mà chúng ta thấy nhé, ở chỗ này là cỡ của nó là n, ở đây thì nó sấp xỉ là n, tính cái SI này cũng là sấp xỉ n nữa, đại khái như vậy. Thì thôi được, các bạn làm sao nhé, các bạn về nhà các bạn tìm hiểu kỹ sau, nhưng mà tổng quát lại là bài này là có độ phức tạp thuật toán là ON3, bởi vì là đây là n đây là n nữa, như vậy là làm bài toán này là bài toán có độ phức tạp là N3. Thì đối với n mà nhỏ nhỏ là chúng ta vẫn qua được, còn đối với n lớn hơn chúng ta không qua được. Vậy thì như vậy là với thuật toán châu bò của bài toán này thì là chúng ta có cái lời giải là độ phức tạp đó là n là phương nhé, và như vậy là nó không tốt nhưng mà vẫn được. Nhưng mà chúng ta làm cái bài toán đầu tiên, đúng không? Rồi, thế bây giờ tôi sang mô tả bài toán số 2 nha. Chúng ta làm quen dần một số các bài toán rất là nổi tiếng, nhưng mà chúng ta vẫn làm được bình thường, làm được bài toán châu bò. Nhắc lại này, là mọi bài toán đều có thể làm được bằng thuật toán châu bò, đấy, thuật toán tự nhiên. Em vừa thấy là S bằng S cộng với K hay là AK à? Đâu? Đây à? Vâng ạ. À. S bằng S cộng AK. Tổng thôi mà, đây S bằng 0 mà. Nó tổng từ AI đến AG mà. Chẳng qua cái này này chỉ là cái SIG này có phải chính là bằng là AI cộng 1 cộng AG không? Đấy. Đây là cái ngoại đó là cái vâng. Này. Nó rất đơn giản đúng không nào? Đấy. Thì ở đây là vòng for bên ngoài là n sấp xỉ n, vòng for thứ hai này cũng sấp xỉ để cho y thôi, nhưng mà cũng chính là nó là n đấy. Vòng for thứ ba đây là vòng for nữa này, đây tính SIG cũng là độ dài độ phép của nó lại là y trừ g cộng 1, vẫn là sấp xỉ n. Tổng tích của ba cái này lại thì nó là n mũ 3, chứ cái mày của toán này là có độ phức tạp là n mũ 3 nhé. Rồi thì người ta sang bài toán số 2 nhé. Bài số 2 là như sau, là bài toán số 2 là bài toán tìm dãy con liên tục đơn điệu tăng cực đại. Đã cho trước một cái dãy số bất kỳ, bây giờ phải tìm ra, ví dụ cho trước một dãy số như này, cho trước dãy số ví dụ như là bài toán như sau nhé, là cho một cái dãy bất kỳ A1, A2, AN thì gọi là A, gọi A i 2 chấm g như này này, đây là cái dãy con là ai cộng 1 ag. Đó, thì cái này là một dãy con liên tục. Thế bây giờ là đọc bài là tìm dãy con aig đó mà đơn điệu tăng có độ dài cực đại, được chưa? Đấy, nó có độ dài cực đại. Thì bài này chúng ta làm như nào này? Bây giờ chúng ta chưa học bất cứ một cái lý thuyết nào,
Mình ta tự suy đi về lời giải nhé, cái lời giải của đây nhé, lời giải. Lời giải đây là thuật toán châu bò. Không có cần không có bất cứ lý thuyết nào cả, mình chúng ta thử làm nhé. Thì cái làm nó giống trên thôi. Chúng ta cần cần hai vòng for. Thì hai vòng lặp một là chúng ta sẽ tìm tính y. Vòng lặp thứ hai chúng ta tìm g. Nhưng mà tìm g làm sao cho là cái a g nó phải lớn hơn mà nó phải là nó được tăng. Nó mất độ tăng người ta dừng lại ngay nhé. Và chúng ta tính được cái độ dài đó đúng không? Đấy, thế bây giờ làm thử nhé. Đây thì tôi biết ra giờ vừa làm vừa giải cho các bạn xem, nó cũng đơn giản thôi nhé. Vừa làm vừa quan sát nhắc lại nhé. Giống bài trên. Bài trên là gì? Bài trên là chúng ta có đây, bài trên là gì? Bài trên là tìm cho dạy sau đó tìm cái tổng con SEG là lớn nhất thì nó là như này. Hai vòng là for như này. Y đây từ y bằng từ 1 đến n, còn g từ y đến n, và tính cái này. Tính cái max nhỏ hơn SEG thì thay máy móc bằng cái này. Đó. Thì bài này chúng ta làm cũng tương tự như vậy. Nhưng mà chúng ta không cần thiết phải độc lập hoàn toàn như thằng trên này. Chúng ta làm mẹo đi một tí thì nó nhanh hơn nhiều. Chúng ta bản chất chỉ cần hai vòng lặp thôi. Các bạn làm như tôi làm nhé. Đây tôi đặt cái tham số là max, đây là cái max độ dài đấy, cái max của nó là 1 nhé. Cái max này là cái max độ dài của một dãy con cực đại ở trong của cái dãy của chúng ta, mà chúng ta cần tìm cái max này là bao nhiêu nhé. Đây làm như sau này, vòng lặp đầu tiên giống như trên, for y bằng 1 to n, là vòng lặp ngoài nên gọi là y này. Vòng lặp bên trong là tìm g. Ta làm như sau nhé, ta đặt g bắt đầu từ y luôn, đầu từ y. Bây giờ chúng ta đặt cái tham số là len, là cái độ dài bên trong nhé, là len bên trong bằng 1. Sau đó chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ cho g được tăng lên y g mà nhỏ hơn n AG, và AG mà nhỏ hơn bằng AG cộng 1 thì chúng ta tăng G lên một vị, tăng G lên G cộng 1 và len bằng len cộng 1. Như vậy là với mỗi y chúng ta tìm ra là cái dãy con bắt đầu từ y mà có độ dài là lớn nhất, kiểu là len. Sau đó chúng ta sẽ ở đây chúng ta kiểm tra if max mà nhỏ hơn len thì chúng ta đặt max bằng len ở ngay trong vòng lặp này. Đấy. Cuối cùng đây chúng ta return trả lại max. Đó. Thì đây là ngoài, đây là vòng lặp ngoài, là đây là n đúng không? Đây là n, chỗ này là cùng lắm là n chỉ y, nhưng vẫn là cái tổng của nó thôi. Như vậy là suy ra là độ dài độ đặc của nó chính là un bình phương, vẫn là un bình phương. Đó. Như vậy là cái bài này chúng ta tìm cái lời giải châu bò là suy ra ngay lập tức, đó là giờ lời giải cũng khá ngắn mà nó là châu bò, nó là un bình phương. Đó. Như vậy là bài toán trên là bài toán tìm tổng cho dãy con, tìm tổng maximum thì độ phức tạp của nó là o là n mũ 3. Còn bài này là tìm dãy con đơn điệu tăng là cực liên tục là cực đại thì độ phức tạp của nó là un bình phương. Thế nhưng bài này các bạn sẽ được làm lại ở trong các bài sau nữa, và chúng ta sẽ cải tiến nó đi để nó giảm xuống. Ví dụ là bài này chúng ta sẽ làm nó không phải un bình phương nữa mà nó giảm đi. Bài trên này chúng ta sẽ tìm cách tìm giải nó không phải là n mũ 3 nữa mà giảm nó đi. Thì là muốn như vậy chúng ta sẽ phải học các cái kỹ thuật, nó là kỹ thuật lập trình, kỹ thuật là thiết kế thuật toán nhé. Được chưa? Đó là bài số 2 nhé. Bây giờ chúng ta sẽ sang các cái bài, đây là bài số 2 đúng không? Bây giờ nó sang ví dụ khác đây nhé, để chúng ta hình dung này. 3 này. Đây, bài 3 đây là một bài rất là khó. Bây chúng ta mà thiêu xin giỏi qua bài này thì là bài rất là khó, nhưng mà chúng ta vẫn hoàn toàn giải bằng châu bò được nhé. Bài toán này là
tìm tìm phần tử tích cực đại trong dãy số. Rồi, có như sau nhé. Cho trước này. Cho trước dãy số này. Em mới thấy là ở cái bài 2 là liên tục đơn đơn điệu tăng cực đại như thế nào ạ? Là một dãy mà nó được tăng cực đại nhưng mà nó phải liên tục, nó phải liền nhau. Nên dãy này AIG là dãy này là AI A cộng 1 AG này, liên tục từ A đến G mà nó là đơn điệu tăng. Mà có độ độ dài của nó là lớn nhất. Ví dụ luôn cho các bạn xem nhé, đây này, ví dụ như là 4 này, 4 này, 2 này, 5 này, 7 này, 1 này, 3 này, đúng không? Thì đây có này, 2, 5, 7 là dãy con này, cực đại, dãy con này này, là được tăng cái này. 1, 3 cũng là được tăng này, liên tục này, nhưng cái này nó có 3 phần tử. Đa số cái này là 3 nhé. Nhưng mà là cái dãy con liên tục với độ tăng cực đại, có độ dài là 3. Đấy. Và đa số là 3 nhé, số là 3. Ví dụ đây là ví dụ cụ thể nhé. Đấy. Với cái dãy này là dãy này nó có ba cái, nó có hai dãy con, hai dãy con là có độ dài là đơn tăng, một là dãy 2, 5, 7 và hai là dãy con là 1, 3, phải liên tục nhé, phải chuyển phải liên tục, thì đa số của đó là 2, 5, 7 chính là 3, số là 3 nhé. Trả lại đây là 3 đấy, bạn về các bạn chạy thử sẽ thấy ngay nhé. Rồi tôi sang bài số 3 này, cho trước dãy số bất kỳ này, A1 này, A2 này, AN này, đúng không? Bây giờ cái số AK được gọi là số tích. Nếu mà tồn tại EG để sao cho AK bằng AI nhân với AG nhân. Chỗ này là đồng có thể cho phép là Y bằng G. Nếu mà là nếu y bằng g thì a thì lên ak nó là bình phương của một số khác nhé. Đấy, thì là cho phép y bằng g nhé. Cho phép y bằng g. Đấy. Thì bây giờ đầu bài này cho trước dãy số tìm phần tử tích cực đại lớn nhất. Tìm phần tử tích cực đại lớn tìm phần tử tích luôn. Đúng rồi. Đấy. Bây giờ tìm đầu bài là tìm số tìm phần tử tích lớn nhất. Bạn này khó không nào? Bạn này thật ra cũng nếu chúng ta tư duy với thuật toán châu bò thì chẳng như là khó cả nhé. Bây giờ chúng ta bây giờ lời giải đây. Chúng ta biết cái đầu tiên, như vậy cái đầu tiên của người lập trình bắt đầu là các cái tư duy thuật toán tự nhiên đã, châu bò đã. Em bây giờ là cái phần trên, cái phần 2 là vì sao 1, 3 vẫn là cực đại à? Đâu, 1, 3 không là cực đại, 1, 3 nó chỉ có 2 thôi thì nó nhỏ hơn, đây là bên đây là 3. 1, 3 nó được tăng này. 1, 3 sẽ có được tăng đúng không nào? Mà nó có 2 phần tử thôi. Còn 2, 5, 7 là 3 phần tử cơ. Chứ đây là dãy con, dãy đêm 3, 2, 5, 7 là dãy con liên tục đơn điệu tăng cực đại, có hiểu chưa? Rồi ạ. Ừ. 1, 3 thì cũng là đơn điệu tăng, cũng là liên tục đơn điệu tăng nhưng không phải cực đại vì nó chỉ có 2 phần tử. Còn 2, 5, 7 là đơn điệu tăng liên tục có 3 phần tử, nó là lớn hơn, nó là tốt hơn là cái dãy 1, 3 này. Đáp số của nó chính là 3 nhé. Tôi nói có nhanh quá các bạn nhỉ? Nhanh quá không thì các bạn là tôi cho lại một chút nè. Em thấy nhưng mà với cái ví dụ bài 2 à, mà nếu như không có dãy con thì sao ạ? À? Phải có, nó không có một phần tử. Có, đúng không ạ? Vâng. Vâng. 4, 2, 1, 0 thì nó chỉ có 1 thôi. Thì thật nào là dãy con này. Vâng, vâng. Số nó có là 1 nhé. Dãy này có thể là một phần tử thôi. Nó không có con là 2 phần tử. Thì nó là 1. Được chưa? Vâng. Còn trường hợp nó là dãy nó đều tăng ban đầu rồi thì nó là toàn bộ dãy luôn. Được chưa? Thì sang bài này nhé. Bài này là gì? Bài này thực ra là cũng rất là dễ vì là chúng ta đặt 3 vòng for lồng vào nhau. Rất là xong. Đúng không nào?
for vòng for một là y và vòng for hai là g vòng một vòng 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 lặp ba là k mà chúng ta sẽ tìm max là xong. Nhưng tôi làm nhé, như vậy đây là lời giải này, lời giải cho bò này, con cho bò nhé của bài toán này nhé, lời giải cho bò nhé. Chúng ta tìm phần tử max này, mình tôi gọi là p max, phần tử max đi. Đầu tiên ta đặt bằng ví dụ như là đặt bằng một số một phần tử nhỏ vô cùng, gọi là âm vô cùng, tức là thấy nó chưa chưa biết có phần tử nào cả thì có thể nó không tồn tại nhé. Mà tối này nếu không tồn tại thì sẽ trả về là trừ vô cùng. Bài này nhé, bài này sẽ nói thêm là tìm phần tử tích lớn nhất mà nếu không tồn tại, nếu không có nhé, nếu không có thì trả về trừ vô cùng, hay thông báo là không có thôi nhé. Mình tôi đặt là p max bằng trừ vô cùng. Được rồi, tôi làm như sau này, chỉ cần ba bằng for for này, y for k bằng một tu n, for y bằng một tu ig, đúng không, ig thì này, for y bằng k bằng một tu n, đúng không? Bây giờ for g bằng, vì tôi luôn đặt giả sử là y nhỏ hơn bằng g, vì nó không quan trọng tích cực đó, là luôn giả y nhỏ hơn bằng g, nhưng mà g chạy từ y từ n là, nhưng mà ba for lồng nhau nhé. Và ta kiểm tra if a k bằng a i nhân với a g, đúng không? If cái này thì ta kiểm tra là if p max nhỏ hơn ak thì chúng ta đặt là p max bằng ak, và ở đây chúng ta ghi thơ p max. Đó, vậy là cái đó là ba vòng for lồng nhau, một for này, hai for này, và ba for lồng nhau. Mình suy ra nó suy ra là phức tạp của nó chính là ôn này các bạn. Được chưa? Như vậy là mà chúng ta có thể thấy là mọi bài toán của chúng ta đều có thể giải bài toán cho bằng tất cả luôn. Thì đầu tiên chúng ta cứ các bạn cứ luyện cho mình cái khả năng để tư duy trên cái châu bò đó. Còn khi chúng ta chưa học lý thuyết, chưa có biết gì nhiều về các thuật toán, về các thuật là thuật toán này, chúng ta tư duy trên sâu châu bò. Khi tư duy trên châu bò thật tốt rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang tư duy ở trên cái thật ấy. Thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Cái bài này là bài mà nó là n mũ 3. Vậy bài toán đặt ra chúng ta có thể giảm được không? Giảm xuống là cho xuống n bình phương thôi, hay là nhỏ hơn nữa, n log n, mình lấy ví dụ như vậy nhé. Thì nhưng mà chúng ta vừa làm quen được một số các bài toán là gọi là nó là dạng châu bò, tức là hiện nay chúng ta chưa biết gì về mà về lời giải của nó cả. Chúng ta cứ tạm thời chúng ta làm như vậy, đúng không? Rồi đó, thì tới đây là tôi coi như là tới đây là coi như là kết thúc cái phần hai. Phần hai là cái phần gì? Phần hai là cái phần là các thuật toán tìm kiếm ban đầu, tìm kiếm và sắp xếp ban đầu. Nó là thuật toán cơ bản nhất, thì người ta vẫn gọi nó là cái thuật toán tự nhiên. Và vừa rồi tôi vừa trình bày các bạn là một số các thuật toán gọi là cũng rất là tự nhiên, gọi là nó gọi thuật toán là châu bò, được chưa? Rồi thì phần này là phần chúng ta bắt đầu có rất nhiều bài tập, thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập nhé, cùng nhau liệt kê bài tập, và các bạn bắt đầu lên kế hoạch phải về nhà làm. Thì tất cả những bài toán trên tôi nghĩ các bạn là phải làm lại các bài toán trên, và chúng ta cài ở trên Python nhé, tất cả các bài toán trên đã làm này,
Bây giờ thôi cùng nhau làm, cùng nhau chúng ta cùng suy nghĩ và chúng ta cùng làm các bài tập sau để viết ra đây. Và chúng ta sẽ cùng nhau về làm bài tập ở nhà nhé, và chúng ta sẽ giải nhau ở, cùng giải ở trên cái em ở trên cái trên cái nhóm của chúng ta nhé. Bây giờ bữa nay tôi có 2 bài tập rồi, 3 bài tập rồi, chúng ta sang luôn bài tập thứ 4 luôn nhé. Bây giờ chúng ta bài tập là gì, là cải tiến. Bài tập 1, bài tập thứ nhất là cải tiến thuật toán sắp xếp chọn sao cho nó trở thành ổn định, nó là ổn định, nó là sắp xếp ổn định. Chúng ta phải sửa nào đó cho nó hợp lý nhất, có làm được không? Vẫn là bản chất của nó vẫn là gì, vẫn là sắp xếp chọn, nhưng mà không như lúc nãy ta phải tránh trường hợp mà là hai phần tử mặt bằng nhau thì làm nào cho nó khỏi bị phim biến đổi, nó lệch, nó đổi chỗ cho nhau nhé. Thì các bạn, đó là bài bài số 4. Kiểu như là loại bỏ những cái loại bỏ, nếu mà có 2 cái phần tử thừa thì chỉ cần cho bằng một nhau ấy, bằng nhau ấy. Ví dụ nhé, trước là 4 này, 1 này, 4 này, 0 này. Đấy, đúng không? 0, 2 chẳng hạn. Thì nó sẽ đổi vị trí thế này với thằng này. Vậy thằng 4 này nó trèo lên trên đầu của thằng này. Đổi sang bên này. Và như vậy là không được. Thì phải làm thế nào để tránh cái trường hợp này xảy ra thôi. Vẫn là tìm phần tử minimum ở đây. Mà đổi nào đó mà đổi thế nào nó mà thằng này nó không bị nhảy lên đây. Anh chúng ta sửa một tí thôi được thôi mà. Nhá. Đây là bài tập số 4, chúng ta về nhà làm nhé. Bài 5 này chúng ta cùng nhau làm nhé. Đây. Bài 5 là như sau này. Bây giờ chúng ta cải tiến cái thuật toán là nổi bọt như sau này. Bây giờ bài 5 là chứng minh cái khẳng định sau trước này. Chứng minh cái khẳng định cái điều sau đây nhé, khẳng định sau. Nếu mà đi đi một lượt từ trái sang phải dãy, tức là ta đi vòng for y chuyển từ 1 chuyển n đấy, nếu không có hai bất cứ không có hai phần tử nào không có hai phần tử cạnh nhau nào Nếu không có hai phần tử cạnh nhau nào, cạnh nhau nhé, cạnh nhau nào, sắp xếp không đúng, sắp xếp sai, thì nếu nhé, thì dãy đã được sắp xếp đúng, đã được sắp xếp xong, đã được sắp xếp đúng. Sắp xếp đúng. Đó. Được chưa? Và từ bài 5 này chúng ta sẽ xem làm sang bài số 6 là chúng ta cải tiến. Làm cải tiến thuật toán sắp xếp nổi bọt như sau. Mà cách làm này trong các cuốn sách tham khảo rất nhiều người viết theo các cách này. Thì các bạn đã chứng minh là cái thuật toán này chính là sắp xếp nổi bọt. Được nhé. Làm như sau này, tôi mô tả toán xếp một dựa trên cái thẳng định này nhé. Đây này. Bây giờ chúng ta chứng minh rằng toán này là toán đúng này. Nhé. Bây giờ tôi đặt một cái biến là tên là swap. Nhé. Đặt tên bằng true. Đấy. Xong bây giờ làm như sau này. Why swap. Như sau này, chúng ta đặt swap. Là cái động từ này là cái này là động từ chỗ hay không bằng for y bằng 1 to n 1 if ai mà lớn hơn ai cộng 1 thì sao? Thì đổi chỗ AI cộng 1 và đặt lại là swap đây này.
Bây giờ chứng minh rằng thuật toán này chính là chứng minh là thuật toán này đúng, chứng minh thuật toán này là sắp xếp được và chính là đề một, chính là đề một và bắt đầu sang phải, bắt nổi sang sang phải của dãy nhé. Đấy, rất nhiều sách sách giáo khoa hay các sách về tài liệu chúng ta đọc đều nó đều mô tả cái này mới là cái để bọt, còn bốn cái vừa rồi là không phải, nhưng mà bản chất là một nhé. Đấy rồi, bài tập số 7, tập 7 là dành cho các bạn trẻ tuổi hơn người lớn, chứ là không cần, là chúng ta hãy mô phỏng trên ngôn ngữ lập trình Scratch nhé. Ba thuật toán mà chúng ta đã học, ba thuật toán sắp xếp. Chèn, chọn, nảy bọt. Chúng ta sẽ phải là như sau. Chúng ta sẽ phải mô tả trên màn hình ý, là n cái số, có lẽ ít n cái số. Ví dụ chúng ta mô tả như này, đây là số 4 này, số 3 này, số 5 này, số 1 này, số 0 này, và chúng ta mô tả các hình, đây là các hình này chúng ta mô tả chúng nó chuyển động, nó đổi chỗ nhau, nó chuyển động theo đúng toán, và khi chuyển động xong rồi thì sắp xếp theo thứ tự nhỏ đến lớn. Đó, chúng ta mô phỏng cái này ở trên màn hình nhé. Đây này, mô phỏng mà này là dành cho các bạn học sinh phổ thông, chứ là người lớn chúng ta chưa học Scratch thì thôi nhé. Giáo viên cấp 2 có thể làm bài tập số 7 này, vì trước sau các bạn cũng phải dạy Scratch nhé. Rồi, bài 8 này là cho trước dãy số A1, A2, N. Bây giờ viết chương trình, viết thế giới thuật toán, viết chương trình kiểm tra xem dãy trên, xem dãy trên có phải là hoán vị của 1, 2, 3 n hay không. Này, chúng ta hãy tư duy châu bò nhé, không cần tư duy gì phức tạp. Châu bò làm thế nào để kiểm tra xem nó có phải hoán vị của 1 n hay không. Đấy. Bìa bài tập số 9. Tập số 9 nhé. Vẽ hơn một chút nhé. Đây, bây giờ viết chương trình tính, viết một cái hàm tính, ví dụ là f đi, f a n tính là a mũ n. Bài này là có thấy là đơn giản đúng không nào? Một thầy bài này viết hàm, chúng ta viết chương trình đơn giản. A với F, N, với N, A là một số bất kỳ, N là số tự nhiên. Bài này tôi nói luôn, nhưng bài này là cái bài có cái độ phức tạp thuật toán tự nhiên châu bò là O, N. Chúng ta biết rồi, tôi biết luôn lời giải chưa? Bài này. Bây giờ cho em xem cái phần bài 5 mà. Bài 5, các bạn chép chưa xong à? Bài 5 đây. Không, em chưa hiểu, em chưa biết, em chưa chép được cái phần mà đấy, thì hai cạnh nhau sắp xếp sai thì gì ấy. Thì dãy đã chọn, dãy đã được sắp xếp đúng. Tức là nếu chúng ta đi một vòng từ một lượt từ bên trái sang bên phải, nếu không có hai số cạnh nhau nào mà sắp xếp sai thì dãy đã được sắp xếp xong. Được không nào? Đấy. Ở chỗ này là nếu mà gặp đi từ bên trái sang bên phải nhé, nếu gặp mà đổi chỗ đây, nếu mà đổi chỗ thì ta đặt là xếp bằng chu là có đổi rồi thì vẫn vẫn phải làm lại nữa, nó chỉ dừng lại khi mà xếp bằng false.
Từ chuyện này là không không xảy ra nữa. Thì cái điều này là cái chất này suy từ cái phần năm này. Hả? Từ bài năm này, bài năm mà chứng minh được rồi thì bài sáu, cái bài sáu mới là cái thực toán mà chứng minh được nó là đúng đắn. Đấy. Cái bài là dễ thôi mà, đúng không? Bài bảy, bài tám, bài chín. Bài chín thì tôi nói luôn là giải, rất đơn giản nhé. Đây, tính cái hàm tôi biết luôn là giải chúng ta cho nó dễ. N này, đúng không? Bây giờ tôi đặt P bằng 1, tôi for i bằng 1 to n, mà tôi đặt p bằng p nhân với a, mà tôi return p. Thì đây chính là thuật toán là tính a mũ n cho bài 9, rất đơn giản. Thấy có nào quả thấy đơn giản không? Đấy, đơn giản. Vậy nó có một vòng lặp và một vòng lặp thôi từ for n trên nó suy ra là chỉ có nó là o n, hay là nó có độ phức tạp là tuyến tính, được chưa? Thì đây nó vẫn là có hiểu không nào? Không thấy ơi, nhưng mà bài như này thì cách giải thế này thì thi học sinh giỏi có liệu có được điểm cao không ạ? Có được điểm được một vài cái con đầu đấy, được mấy cái test thôi thì bài này thì đến vài hôm nữa chúng ta sẽ học là cách làm bài nhân nhiều. Tất cả cái bài tập ở phần 1 này là tôi muốn các bạn làm quen các cái bài toán về bài tập toán này, và chúng ta đều cố gắng giải được nó bằng phương pháp châu bò. Phương pháp là đơn giản nhất, tự nhiên nhất. Chúng ta không cần đắn đo suy nghĩ gì về độ phức tạp cả. Không cần đắn đo, cứ làm thôi, làm thích là làm thôi. Được chưa nào? Đó, làm để hiểu bài thôi. Mà chúng ta làm và chạy và cài đặt thử trên phần mềm, trên Python chẳng hạn, xem nó đúng không? Nhé. Yeah. Đó. Vâng ạ. Đó là bài số 9. Bây giờ chúng ta xong bài số 10. Đây vẫn là bài tập nhé. Tôi cứ vừa viết ra là... nhớ đâu tôi biết cái đó thôi. Đây. Bây giờ chúng ta nhớ lại cái bây giờ cần phải tính cái biểu thức đa thức sau. Tính cái biểu thức như này. Để ví dụ lại fx như này. Đây nhé, bằng là a n x mũ n cộng với a n trừ 1 x mũ n trừ 1 cộng với a 1 x cộng với a 0. Được chưa? Nhưng mà đây là một đa thức. Bây giờ chúng ta bây giờ đầu bài như sau này. Đầu bài là input này. Input chính là a 0, a 1, a 2, vân là a n. Và input là x 0. Đầu bài cần tính. Cái tính f x không đó, được chưa? Đấy, bài này là các bạn làm bài này đi, và bài này bài nhà và với thuật toán tự nhiên châu bò là o n bình phương chúng ta làm rất đơn giản, thành công nào? Đúng là các bạn gần hay mà for lồng nhau không nào? Nó ra là n bình phương, có thấy không? Thấy ngay không? Nhé. Yeah. Bài này chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ học về nhà, các bạn làm ngay bài này và giải nó với cái lời giải o n bình phương, và đến cái bài sau chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ giảm nó xuống không phải n bình phương nữa nha. Nhưng mà trước mắt là cứ làm theo kiểu châu bò đã, cho thành là n bình phương đã nhé. Vì là đây là cái x mũ n là chúng ta làm cái nào, chúng ta tính bằng cái này này, ở trên này đây ai n đấy nhé, x không n chính là cái này rồi. Đấy. Còn tính cái tổng này thì ta làm vòng lặp nữa, bên này chỉ cần hai vòng lặp for lồng nhau là ta làm được. Thì hai vòng lặp for đó đều có cái cỡ là n phép tính, suy ra nó là n bình phương. Thành n bình phương cũng là tốt rồi. Nhưng với bài này chúng ta có thể cải tiến hơn được nữa nhé. Đó, nhưng mà hôm nay chưa phải là cái buổi mà chúng ta học cái đó nhé. Rồi, thế bây giờ ta sẽ sang, tôi sẽ mô tả sang bài toán nó khó hơn một chút. Cũng là tôi mô tả các bạn một số các bài toán là rất là hay và rất là nổi tiếng, gọi là bài toán nổi tiếng. Và chúng ta đều có thể giải được chúng bằng phương pháp châu bò. Được chưa? Yeah. Rồi, chúng ta làm bài số 11. Bài số 11 là cái bài, nó có tên là bài toán là
bài toán lựa chọn công việc, bài toán rất nổi tiếng, bài toán lựa chọn công việc. Hay là bài toán của con gọi là bài toán là xếp lịch, xếp lịch học. Đây là bài toán rất là rất nổi tiếng luôn, rất nổi tiếng. Và có rất nhiều lời giải khác nhau, thế được rồi, nhưng mà chúng ta cố gắng chúng ta hiểu nó, chúng ta làm ra, chúng ta làm nó bằng cái phương pháp trâu bò nhất có thể, được chưa? Rồi thì mình như xin bài toán như sau này, rất đơn giản thôi, là như này, ý nghĩa đó rất lớn ở trên thực tế luôn. Ví dụ như là tôi là một người rất rất cần tìm kiếm, tôi là người làm việc tự do, tôi muốn tìm các công việc part time cho các nơi khác nhé. Thì khi ông A thì ông thuê tôi là từ 2 đến 3 giờ, ông B thuê tôi hàng ngày từ 4 đến 5 giờ, xong ông C lại thuê tôi. Như vậy có hiện nay có rất nhiều ông thuê tôi như vậy. Nhưng mà thuê rồi tôi phải làm, tôi không được cách tay là phải làm trọn vẹn trong thời gian đó. Như vậy là có rất nhiều ông thuê, thì bây giờ bài toán là tìm một cái công các công việc sao cho là cái tổng thời gian tôi dùng là được tổng cái số lượng công việc được dùng được thuê là nhiều nhất, thì tôi có cái thu nhập là lớn nhất có thể. Đấy, đó như này nhé, đây cho này, cho n công việc, ký hiệu là 1, 2, 3, n, được chưa? Hay nôm na hay là n cái lịch, n cái lớp học, n cái lịch học. Thế ví dụ như các bạn là các bạn có rất nhiều người như tôi mở lớp đấy, ông này thì mở lớp dạy dạy Scratch, ông kia thì mở lớp dạy Python, ông này thì mở lớp dạy dạy hát, ông kia thì mở lớp dạy, mà tôi cũng nghe rất nhiều nhưng mà nghe là không bị trùng nhau. Thì là vấn đề là làm sao chọn là lực lịch học, làm sao tôi học được nhiều nhất các môn học có thể nhé. Cho nên là công việc thì công việc thì được xếp theo thời gian nhất định. Công việc thứ y thì học thì là thực hiện trong thời gian ký hiệu là SE nhé, và FE. Ở đây SE là thời gian bắt đầu và FE là thời gian kết thúc công việc đó. Để trong một ngày đấy, đúng không? Như vậy tôi có n công việc. Đây, tôi mô tả công việc ở trên cái sơ đồ này nhé. Đây là thẻ của tôi này. Đây là công việc 1 này. Công việc 2 này. Công việc 3 này. Công việc 4 này. Công việc 5 này. Rất nhiều công việc là đây là thời gian đây. Bắt đầu là kết thúc này, bắt đầu kết thúc này, bắt đầu là kết thúc này. Đấy. Nó khác nhau lắm. Đấy. Thế bây giờ tôi chỉ đi được trong khi tôi đi cái này thì không đi cái này nữa. Đó, điều vấn đề là việc chọn các cái công việc mà tôi gọi là tương thích với nhau nhiều nhất có thể. Đây. Hai công việc Y và G. Đúng không nào? Hai công việc là SE, FE và SG, FG được gọi là tương thích. Nếu chúng là rời nhau, nếu chúng rời nhau trên trục thời gian ấy, nếu chúng rời nhau. Hay có thể có là gì? Hay là gì? Hay là nếu mà SE đúng không? Bắt đầu sau khi FG kết thúc. Hoặc là FE kết thúc của công việc Y là trước khi mà SG kết thúc. SG bắt đầu. Đấy, cái là học cái này. Đấy. Đây là công việc thứ Y là bắt đầu sau khi mà G đã kết thúc. Đúng không? Ở đây là công việc thứ Y kết thúc trước khi G bắt đầu. Thì như vậy chúng là tương thích với nhau. Nôm na là nó rời nhau. Rời nhau như thế này thì chúng ta có thể chọn được cả hai. Thì đầu bài chúng ta đầu bài là tìm ra một tập con lớn nhất các công việc tương thích. Bài toán đặt ra là như này nhé, bài toán này.
là tìm, tìm một tập hợp, một tập con lớn nhất các công việc, các công việc tương thích với nhau, tương thích với nhau nhé. Thì đây là một toán rất là rất nổi tiếng đấy nhé, được chưa? Rất nổi tiếng. Thầy ơi, ơi nhờ, em nhờ thầy giảng lại chỗ tương thích giùm em thầy. Tương thích nhé. Chúng ta có N công việc. Một công việc như vậy chúng ta biết rõ là khi nào được bắt đầu, khi nào kết thúc, biết rồi, đúng không? Đây này, công việc 1 này, công việc 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này. Một công việc nó có thời gian bắt đầu và kết thúc đây rồi. Thế thì hai công việc là tương thích, nếu mà chúng không chồng lên nhau trên không gian thời gian. Nghĩa là gì? Nghĩa là công việc này kết thúc, công việc này mới bắt đầu. Hoặc công việc này bắt đầu khi công việc kia đã xong rồi. Thì như vậy chỉ có một trong hai khả năng thôi đây này. Khả năng một là như thế này. Là SI lớn hơn FG và ngược lại, hoặc là FI nhỏ hơn SG. Nhất. Thì tôi nhắc lại một chút nhé. Thì cái này này, cái điều kiện này này, thì nó tương đương với gì? Tương đương với là công việc Y bắt đầu sau khi G đã kết thúc, đúng không nào? Thì chúng ta như vậy, đây là hôm nay là công việc G đã xong rồi, để xong G. Còn bên này, cái này này nó tương đương với này là công việc Y kết thúc trước khi G bắt đầu. Đó. Tức là chúng ta có N cái công việc. Vì tôi lấy cụ thể luôn cho các bạn hình dung nhé, cho nó khỏi nhìn lên hơi khó hình dung quá. Bây giờ chúng ta vẽ luôn cái thời gian ra này nhé. Đây, công việc 1 đây, công việc 2 đây, công việc 3 đây, 1 2 3, công việc 4 đây, 4, công việc 5 đây, công việc 5 đây, 5. Đó, bạn thấy không nào? Công việc 1 với 5 là không tương thích chồng với nhau. Công việc 1 với 2 tương thích, công việc 2, 3 không tương thích, công việc 3, 4 không tương thích, nhưng mà 2, 4 thì tương thích, thấy không nào? Thì ta chọn như nào? Biết cần tìm cái số lượng công việc lớn nhất có thể tìm được thì đáp số là như nào nào? Ở đây trường này ta chọn đáp số nào nào? Thì thấy là công việc mà tương thích nhất là chính là 1. 1, 2, 4. 1, 2, 4, đúng rồi. Và 5, 3. À, 1, 2, 4 thôi. 5, 3 cũng được. 5, 3 cũng là cái mà là tương thích, đúng không nào? Nhưng mà nên ít hơn. Nhưng mà 1, 2, 4 nó lớn hơn. Đúng rồi. Đây là 3 công việc. 3 công việc. Đây chỉ có 2 thôi. Hoặc là 5, 4 cũng được. 5, 4 cũng là một cái tương thích. Chỉ có 2 thôi, đúng không nào? Đấy, như vậy là bài toán này là phải tìm cái này này, tìm cái số lượng lớn nhất các công việc là tương thích với nhau, tức là rời nhau, nhưng mà là trên bài nhìn là nó rời nhau một thời gian, nó có thể làm chúng ta có thể làm được tất cả các công việc này cùng một lúc. Bây giờ sự công việc này, giả sử là chúng ta đều được hưởng một số lương, số thu nhập là bằng nhau nhé, thì suy ra là tôi làm như này tôi sẽ tìm được cái có thu nhập là lớn nhất, chính là cái bài toán đấy mà bài toán em tìm xếp lịch học thôi. Thì các bạn là các bạn có N cái ông dạy học giống như tôi này, vì ông nào bạn cũng thích cả, nhưng bia lắm nào mà tìm cho nó maximum được các ông thì bia phải lên chương trình tính như này đấy, tính thì là sao cho nó hợp lý nhất nhé. Rồi thế bài này là cái bài rất nổi tiếng và nói chung là rất là khó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau phân tích một cách châu bò thôi, là như thế nào nhé, là như châu bò như sau này. Cái lý luận châu bò trong nôm na này thì các bạn hình dung là châu bò nó là như thế này. Cái lời giải của nó là cái lời giải có phải là một cái tập hợp không? Lời giải là một cái tập hợp. Các cái tập hợp con là Y1,
I2, IK. Đúng không? Nằm trong cái tập hợp là 1 2 3 N. Và đây là cái tập con các cái công việc là tương thích với nhau. Như vậy giải sau đây giải cho bò là tìm tất cả các tập hợp con. Các tập hợp con, đúng không nào? Các tập hợp con là I1, I2 và IK. Nằm trong các tập con, trong các tập mà mẹ là 1, 2, 3, N. Sao cho chúng là tương thích nha. Sao cho chúng là tương thích. Là tương thích và maximum luôn. Tương thích. Maximum. Được chưa? Đó. Thì các bạn biết rồi là cho bò nhé. À, các bạn biết rồi là mà các bạn biết trong toán học rồi nhé, tức là cái số các tập hợp con. Các tập hợp con của 1 2 vân n là bao nhiêu tập hợp nhỉ? Là bao nhiêu? Số này bằng bao nhiêu? Đây là môn toán nhé. Là số tập hợp con của 1 2 n chính là 2 mũ n. Đây là bài tập toán của các bạn nhé. Mình suy ra cái bài này. Bài này nếu chúng ta dùng cho bò thì nó chính là O 2 mũ n. Nhưng bài này nếu chúng ta mà tìm cho bò là chúng ta tìm tất cả các tập hợp con của 1 2 n và chúng ta kiểm tra xem chúng có phải là tương thích với nhau không. Mà chúng ta tìm cái tập con như vậy mà là phân số lượng lớn nhất thì chúng ta sẽ tìm ra được. Như vậy chúng ta phải tìm tất cả các tập hợp con là gồm có là 2 mũ n các tập hợp con và cái lời giải của nó phải có độ phức tạp là cỡ là lũy thừa là 2 mũ n. Đây là cái độ phức tạp quá lớn. Nhưng mà vì chúng ta làm bằng gì? Chúng ta làm bằng châu bò mà nó vẫn phải ra thôi. N và n đủ nhỏ vẫn ra. N bằng 3 4 5 gì đó chúng ta cũng làm một con lành. Chỉ n lên quá lớn thì n lên là 10 lên 12 là khó rồi. 15 là rất khó rồi, nhưng mà n nhỏ chúng ta có làm được nhé. Đấy, thì đây là một cái bài tập nữa, một bài tập rất là nổi tiếng nhé, rất là nổi tiếng. Chúng ta hết thời gian rồi, tôi sẽ nói thêm một bài tập nữa thôi, cho chúng ta mà tưởng là rất đơn giản nhưng mà là rất phức tạp. À, đây, bài tập này là bài tập chúng ta cũng làm nhé. 11, bây giờ làm bài tập 12. Bài tập 12. Đây. Là bài tập, nó gọi là bài tập mà là bài tập nó gọi là tổng con. Bài toán tổng con. Bài toán. Tổng con cũng rất là nổi tiếng như sau nhé. À, như sau này cho trước dãy số A1, A2, AN và cho trước số t. Tìm một cái tổng con là AI1 cộng AI2 cộng vân cộng AIK có tổng đúng bằng t. Cái chữ AI1 AI2 AIK này không cần liên tục, là bất kỳ mà nhưng mà nó phải khác nhau từng nơi một nhá. Ta có thể dùng bắt buộc yêu cầu là I1 là phải nhỏ hơn I2, nhỏ hơn IK. Đấy. Thì cái đề nó gọi tổng con. Chính là tổng con. Thì như vậy là tìm tổng con với giá trị cho trước. Rất đơn giản đúng không? Bài này châu bò như thế nào nhỉ? Châu bò của nó vẫn phải tìm
Châu bò là tìm tất cả các bộ số y1, y2, yk, các bộ số khác nhau nằm ở trong cái tập hợp là 1, 2, 3, n, sao cho là tổng trung bằng t. Suy ra vẫn là bài toán là gì? Tìm tất cả các tập hợp con từ 1 đến n. Vì suy ra của nó được tìm bằng châu bò đấy. Vậy suy ra là nếu mà chúng ta dùng châu bò chúng ta giải bài này đấy, châu bò thì vẫn là O2N. Vì tập hợp tất cả các tập hợp con của n phần tử cho chiếc nó là có độ lớn là 20n. Thì bài này nếu chúng ta bài này rất đơn giản thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta làm bằng phương pháp bình thường thì nó sẽ là 20n. Được chưa? Đó. Thì bài này cho thêm một chút nữa, bài này là nó luôn là bài này là một bài mà bài này là một trong bài khó và là khó nhất luôn. Và bây giờ đã chứng minh bài này là không thể tìm được toán bằng giải đa thức được. Thế mà giải của nó là tối thiểu là n, mặc dù đây là 20n thì của nó là người ta đang cố gắng giảm là 20n đi này, giảm xuống là ví dụ là 1.9n thôi nó thấy rất là khó rồi. Và đây là một ví dụ mà nó rất là khó, nằm trong lý thuyết về học máy tính, được chưa? Đó, nhưng mà các bạn có thể giải được bằng phương pháp châu bò, giải được bằng đúng 20n luôn. Và rồi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Như vậy tới đây là chúng ta là kết thúc cái chương 2 hay là bài số 2 đi, là các thuật toán châu bò. Và từ buổi sau chúng ta bắt đầu bước sang các kỹ thuật lập trình, các kỹ thuật để thiết kế thuật toán nhé. Vậy hồi đây hôm nay là xong cái phần là các thuật toán châu bò, nghĩa là gì, là chúng ta xong cái phần là các thuật toán tự nhiên, là xong cái phần là giới thiệu thế nào là thuật toán, thế nào là phân tích thuật toán, thế nào là bộ phức tạp thuật toán, các thuật toán đơn giản nhất, sắp xếp tìm kiếm đơn giản, và giới thiệu một số các cái bài tập mà để các bạn làm với các bài toán toán châu bò nhé. Ta quen với châu bò đi. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé. Vâng, anh chào thầy ạ. Có khó hiểu lắm không? Dạ thầy ạ. Có thấy khó không? Khó lắm thầy ơi. Khó nhiều lắm ạ. Em học được mà đầu óc em nó tưng tưng. Khó lắm ạ. À? Em cũng không còn nhớ công thức toán nữa thầy ạ. Sao mới được. Mình phải học thôi, phải đọc. Nhé. Dạ. Dạ thầy, cảm ơn thầy ạ. Ở chỗ nào nói em. Ở đây này.